có mặt trên quê hương của Mạc Thái Tổ. Có lẽ những ngày giỗ Mạc Thái Tổ là những ngày lễ hội linh thiêng và đáng tự hào nhất đối với mỗi người dân Kiến Thụy. Hàng năm cứ đến cuối tháng 8 âm lịch, những dòng người đông đúc đổ về khu di tích tưởng niệm các vua nhà Mạc ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng để chiêm bái công trình kiến trúc, văn hóa gắn với lịch sử vương triều Mạc. Năm nay, ngày giỗ Mạc Thái Tổ cũng đã được tổ chức long trọng trong 3 ngày từ 20 đến 23 tháng 8 âm lịch, tức mùng 7 đến mùng 10 tháng 10 năm 2012. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện, thì ban quản lý di tích khu tưởng niệm các vua nhà Mạc đã xây dựng kế hoạch, kịch bản, chương trình để tổ chức lễ kỷ niệm 471 năm ngày mất của Mạc Thái Tổ. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày với các hoạt động thể thao, hoạt động vui chơi phong phú như tổ chức giải vật dân tộc lần đầu tiên, tổ chức các giải cờ tướng và các cái chương trình văn nghệ dân gian như hát chèo, hát vang. Và đặc biệt là năm nay, ban quản lý di tích đã tham mưu với ủy ban dân huyện tổ chức nghi lễ tiến vua lần đầu tiên với các nghi lễ trang trọng, hoành tráng, đáp ứng được cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tâm linh của đông đảo quần chúng nhân dân. Hơn 3.000 lượt khách về tế lễ, hơn 20 chi họ Mạc gốc Mạc từ các tỉnh thành phố lần lượt theo đoàn tế lễ vào khu vực Thái Miếu theo thứ tự. Họ mang theo những mâm lễ là những sản vật của quê hương mình. Sự linh thiêng thành kính thể hiện rõ trên mỗi nét mặt người đến dự lễ ở đây. Đối với vương triều Mạc mà như vậy, dưới ánh sáng của Đảng, Nhà nước và nhất là thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy và xã Ngũ Đoan đã như vậy là tạo điều kiện, như vậy là giúp đỡ và xây dựng, phục dựng lại, tức là cái khu tưởng niệm. Nơi đây là cái đất của, như vậy là cái đất kinh đô thứ hai, nơi mà Thái Tổ Mạc Quang Dung, nhưng mà sau năm 1592 thì nhà Mạc thất thủ, thì chỗ này như vậy là nhà Lê Trịnh đã như vậy san bằng. Thì với cái ý nghĩa rất lớn lao, thì với tôi là cũng là một trong những chi họ của 550 chi họ Mạc trên toàn quốc, thì với cái việc ngày giỗ của như vậy Thái Tổ Mạc Đông Dung và các cái bậc tiên đế của nhà Mạc về đây, thì với cái tấm lòng như vậy rất hân hoan, mong chờ, háo hức, không những riêng bản thân mà tất cả các như vậy con cháu họ Mạc trong toàn quốc và kể cả nước ngoài, thì luôn luôn về tư tưởng rồi tâm tưởng suy nghĩ luôn luôn hướng về, tức là tổ tông, thì đây là một điều rất phấn khởi. Ngoài những gian trưng bày như mạc trà, gốm sứ Chu Đậu, thì gian trưng bày những cổ vật gắn với triều Mạc được nhiều người tìm đến viếng thăm. Hũ tiền cổ thời Mạc mà các thành viên hội cổ vật Hải Phòng cung tiến trong dịp lễ hội cũng đã được mang ra trưng bày, như để bày tỏ lòng thành kính và sự tri ân của con cháu đối với tổ tiên. Nhưng có một cổ vật đã hơn 500 năm tuổi, từng được nhắc đến với nhiều câu chuyện huyền thoại, gắn bó chặt chẽ với cuộc đời của Thái Tổ Mạc Đăng Dung, được thờ cùng với di ảnh của Hoàng đế Anh Linh ngay trong chính điện, đã gây cho người chiêm bái một sự thành kính xen lẫn lòng ngưỡng mộ. Trong hương khói nghi ngút của một không gian trầm mặc, nhắc đến sự lưu lạc của thanh đại long đao hàng thế kỷ, rồi nó lại được tìm thấy ở phía đông nam từ đường họ Phạm gốc Mạc ở Nam Định và được giúp đưa về khu di tích tưởng niệm các vua nhà Mạc vào đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Thanh đại long đao còn được gọi là Định Nam đao ấy hiển hiện ở đây, mặc dù đã han gì cùng thời gian và sự trầm luân của lịch sử, vẫn gợi nhắc cho hậu thế về một vùng đất có truyền thống võ và một triều đại oai hùng đã từng tồn tại trong lịch sử Việt Nam qua 66 năm với 5 đời vua và rất nhiều những đóng góp vĩ đại. Chúng ta biết rằng dòng họ Mạc nước ta vốn là họ nổi tiếng về văn chương học thuật. Có những người đỗ trạng nguyên hai nước như Mạc Đĩnh Chi, nhưng đến đời cụ Mạc Đăng Bình, Mạc Đăng Hịch thì đã xa sút lắm rồi, mới di cư về xứ Đông, về của vùng Cổ Rai này, lập nghiệp không hiện đạt. Nhưng mà đến đời cụ Mạc Đăng Dung thì một người thanh niên trẻ mới 20 tuổi muốn lập dựng lại cái truyền thống của dòng họ mình, lập nghiệp lại, thì phải đi chọn một cách gì. Một thanh niên nghèo phải làm nghề đánh cá, bố mẹ cũng bị bán hàng nước thôi, thì bây giờ bắt đầu bằng cái gì? Thì ông mới thấy rằng nếu muốn làm được thì phải bắt đầu bằng đế nghiệp, phải bằng
võ, mà vùng này nổi tiếng về võ. Sứ Đông và đặc biệt với vùng Kinh Môn Thất Quận này nổi tiếng về võ thuật. Thế thì người lợi dụng cái điều này cho nên học võ, quyết tâm học võ, mời thầy dạy văn, và đặc biệt là được một cái bà vợ rất giỏi, rất có ý thức, nên là tạo mọi điều kiện để cho chồng học để lập nghiệp. Cho nên nhà Mạc mà định nghiệp được, khôi phục lại được thì bắt đầu bằng võ nghiệp của Mạc Thái Tổ. Khởi sự bằng võ nghiệp nhưng lại là triều đại dùng văn chương và những cải cách kinh tế để trị vì thiên hạ. Những đóng góp của Mạc triều là không thể phủ nhận, nhưng sâu thẳm hơn cả là dòng chảy ngầm trong nhân dân của tinh thần thượng võ mà vương triều đó đã để lại. Sự có mặt của thầy trò võ sư Nguyễn Quốc Dũng tại đây trong dịp này cũng không nằm ngoài mục đích ấy. Thưa võ sư, sử sách có ghi lại thanh long đao của Mạc Thái Tổ rất đặc biệt, có chiều dài hơn 2 mét và nặng hơn 30 kg. Vậy thầy có thể cho biết người thường có thể sử dụng được thanh long đao này không ạ? Cái thanh long đao của Mạc Thái Tổ là một cái thanh đao đặc biệt. Mọi nơi này không thấy có những cái loại thanh đao nặng tới hơn 30 cân. Và người thường nếu mà không luyện tập tốt, không thể nâng nổi cái thanh long đao. Nhưng mà cụ Mạc Thái Tổ, thanh đao đã nặng như thế mà cụ mua tít đánh đông rẻ bắc như thế mà vẫn cứ khỏe. Mạc Thái Tổ là người to cao lắm, to cao khỏe mạnh lắm, và là người công phu luyện tập lắm. Thưa thầy, những người tập luyện võ thuật thì phải có những đức tính gì ạ? Người luyện tập võ thuật phải có đức tính kiên trì và phải có cái đạo đức. Tức là sống với mọi người là phải biết nhường nhịn, phải biết khiêm tốn. Học sinh mà đã học cái môn võ này là cái thứ nhất là phải là tâm đức. Đấy, sống, cách sống thường ngày cũng phải là thật thanh bạch. Con xin cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy, thầy truyền dạy môn võ thuật cổ truyền của Việt Nam. Vậy thầy muốn truyền dạy điều gì đến các học sinh của mình? Từ cái thời mà tôi mới 10, 12 tuổi, các cụ dạy tôi cái môn võ cổ truyền này, nên là tôi rất quý, mà tôi muốn là giữ lại, nhưng phải tìm hiểu sâu thêm để cái vốn võ của mình thật là toàn diện để truyền lại cho các võ sinh. Nhưng mà trước khi dạy các võ sinh về võ là tôi phải dạy về đức trước. Con người phải biết khiêm tốn, không có được tự mãn, không được tự cao. Và luyện tập võ là phải thật công phu, thì công phu và những cái đoàn võ này các cụ đã để lại là rất quý. Cho nên là các võ sinh tập những cái môn võ này phải chăm chỉ và phải rất trân trọng. Dạy cái môn võ cổ truyền này không những dạy về võ mà còn dạy cái tinh thần yêu nước của các cụ, các ông cha ta để lại, và dạy luôn cả cái đạo đức làm người để mà có cuộc sống tốt hơn, yêu nét văn hóa của Việt Nam và biết tôn sư trọng đạo thì mới khổ luyện thành tài được. Con xin cảm ơn thầy. Theo các nhà sử học thì châu Á hiện chỉ có hai binh khí được lưu thờ. Một là thanh đao của vua Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn ở Trung Quốc, và hai là thanh long đao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung mà chúng ta vừa nhắc tới. Năm 1592, nhà Lê Trịnh lấy lại được đây, họ tìm cách họ tiêu diệt cái đối phương, và ngay cả bia mộ họ cũng đạp đổ, tất cả những cái gì họ làm tàn phá, và họ tiêu diệt cái dòng họ Mạc, nên dòng họ ấy phải chạy. Ngành chính, ngành trưởng, đích trưởng ấy là đổi làm họ Phạm, thì mang thanh long đao và bài vị tổ tiên trốn vào cái vùng Kiên Lao ở Nam Định bây giờ đấy. Thì trốn vào cái nơi bờ sông bãi sú thì giấu đi, và cũng thay họ đổi tên, thế phải giấu tất cả những tung tích của nhà mình đấy. Thế đến khi mà phục hồi lại được thì mang về.
Cho nên họ Mạc, kiên lao đấy cũng là một họ Mạc, về sau cũng kế thừa được cái truyền thống. Đao là một trong 18 thứ binh khí thời cổ đại, bao gồm đao, thương, kiếm, kích, rìu, búa, qua, mâu, thuẫn, cung, nỏ, xoa, thù, roi, giản, đinh ba, côn, quất. Mỗi thứ có một tác dụng khác nhau. Đao có hai loại là đoản đao và đại đao. Đoản đao lưỡi ngắn, chuôi ngắn. Chiến binh sử dụng đoản đao bằng một tay, sát thương đối thủ bằng chém, đập, đâm, tầm sát thương ngắn. Đại đao lưỡi dài, cán dài, tầm sát thương xa, muốn sử dụng nó phải dùng cả hai tay. Thanh đao của Mạc Thái Tổ thuộc loại đại đao, dài 2,55 m, gồm hai phần là lưỡi đao bằng thép dài 0,95 m và phần cán bằng sắt rỗng dài 1,6 m. Một đầu rồng bằng đồng thau che kín phần cuối lưỡi đao, nơi tiếp nối với phần cán đao thay cho khâu đao, trông như thể con rồng há miệng ngậm lấy lưỡi đao vậy. Có lẽ do cái đầu rồng này mà nó được gọi là long đao. Thanh đao mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Hải Miền đang sử dụng mô phỏng thanh long đao của Mạc Thái Tổ. Và chúng ta đang được chứng kiến bài biểu diễn của anh cũng được dàn dựng dựa trên bài võ mà Mạc Thái Tổ đã từng tập luyện. Xin chào huấn luyện viên Hải Biền, vừa được chứng kiến một màn biểu diễn võ thuật đao của anh rất là tuyệt tác. Anh có thể cho biết cái cảm xúc của anh khi mà được đứng ở khu di tích Vương Triều Mạc và ngay tại sân này để biểu diễn cái bài võ thuật đao của mình ạ? Tôi là người sinh ra và lớn lên là người Kiến Thụy và rất là được vinh hạnh và hưởng được cái truyền thống anh hùng của địa phương, cũng như là được sinh ra lớn lên ở trong miền đất Kiến Thụy này, sinh ra nơi phát tích vương một Vương Triều Mạc. Xin cảm ơn anh. Vậy thì anh có thể cho biết là anh đã theo học bộ môn võ thuật đao này đã lâu chưa? Tôi đam mê võ thuật từ rất nhỏ, nhưng mà do điều kiện hoàn cảnh khó khăn, có nhiều yếu tố nên là đến năm cấp 3 tôi bắt đầu mới theo đuổi võ thuật cổ truyền.